BBTV Podcast. Câu chuyện cảnh giác trên podcast của BBTV đã quay trở lại với quý vị và các bạn. Chương trình luôn mang đến những thông tin an ninh an toàn bổ ích và cần thiết tới quý vị. Và chương trình hôm nay sẽ là một vấn đề mà quý vị cần phải hết sức cảnh giác. Và tôi là Minh Tuyết, còn người bạn dẫn cùng tôi là Mỹ Duyên sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin cảnh giác ngay sau đây. Và Mỹ Duyên ơi, Minh Tuyết có một câu hỏi dành cho Mỹ Duyên. Chúng ta thì đang bước vào kỳ nghỉ hè đúng không ạ? Chính vì vậy mà nhu cầu nghỉ dưỡng, này, du lịch của người dân thì tăng khá là cao. Trong đó thì dịch vụ vận tải hành khách, đặc biệt là máy bay, gần như là cháy vé. Và mỗi lần mà phải di chuyển bằng đường hàng không thì tâm lý của mọi người đó là luôn muốn săn được những cái tấm vé máy bay giá rẻ để có thể tiết kiệm nhất cho chuyến đi của mình. Vâng, đúng như vậy Minh Tuyết ạ, đó chính là tâm lý chung của rất nhiều người trong mùa du lịch. Cũng chính vì lẽ đó mà thời gian gần đây đã xuất hiện rất nhiều trang web bán vé máy bay giá rẻ trên các trang mạng. Và đây cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay giá rẻ của người dân và chính sách bán vé trực tuyến tiện lợi của các hãng hàng không để mà thực hiện các chiêu trò lừa đảo. Người dân với tâm lý là ham giá rẻ này, muốn có vé nhanh, đã có không ít người bị mắc bẫy lừa đảo bán vé máy bay qua mạng, Minh Tuyết ạ. Vâng, theo đó thì phương thức mà các đối tượng lừa đảo phổ biến nhất hiện nay đó là các đối tượng tự xưng là đại lý cung cấp vé bay chính hãng này. Họ tự thiết lập các website có đường dẫn giống đến 90% website của các hãng bay, rồi lợi dụng các ưu đãi của hình thức bán vé online như không mất tiền mặt bằng, phí nhân viên, giao dịch thì nhanh gọn để mà chào mời những cái người có nhu cầu. Ngoài ra thì các đối tượng còn trà trộn vào các nhóm trên mạng xã hội, thành lập các trang săn vé máy bay giá rẻ để có thể tìm kiếm được nguồn khách hàng. Vâng, khi có người liên hệ thì các đối tượng này sẽ lên trang chủ của hãng tìm chuyến bay, giờ bay, tư vấn và đặt chỗ lấy mã gửi lại khách hàng để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Sau khi mà khách hàng chuyển khoản đặt cọc hoặc là thanh toán toàn bộ vé máy bay thì các đối tượng này sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đó. Nói về thủ đoạn lừa đảo này thì ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Phụ trách An ninh mạng BKAV chia sẻ. Kẻ lừa đảo đã lợi dụng một cái tính năng hỗ trợ cho người mua vé máy bay. Để đã đặt vé trước, lấy mã vé và cho thanh toán chậm trong vòng 12 hoặc là 24 tiếng sau khi mình đặt vé. Và tất nhiên với cái mục đích lừa đảo thì nó sẽ không tiến hành thanh toán cái vé đấy trên hệ thống. Và những người đi máy bay thì khi đến cái giờ bay thì mới biết là cái vé của mình đã bị hủy. Thưa quý vị, mới đây nhất thì Công an thành phố Bắc Giang của tỉnh Bắc Giang cũng đã triệt phá đường dây buôn bán vé máy bay giá rẻ gồm có 6 đối tượng. Điều đáng nói là 6 đối tượng này đã lừa được khoảng 200 nạn nhân và chiếm đoạt số tiền lên tới là hơn 1 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đã giao bán vé rẻ hơn vé của hãng đến 20%, mức giá vô cùng hấp dẫn vào những dịp nghỉ lễ khi mà giá vé vốn đã cao lại tăng cao hơn. Với phương thức lừa đảo này thì từ đầu tháng 4 năm 2023 cho đến nay thì đã có nhiều cơ quan chức năng và các hãng hàng không nhận được đơn trình báo của nhiều cá nhân bị lừa đảo từ vài triệu cho đến cả trăm triệu đồng khi mà mua phải vé máy bay giả từ các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của hãng hàng không. Một số nạn nhân bức xúc chia sẻ. Bạn ấy đăng bài bán hàng, rồi là bạn ấy đăng ảnh cá nhân ấy, thì mình rất là tin tưởng. Thì cũng mới chốt là mua vé của bạn ý. Vietnam Airlines nó có chương trình là 500.000 một vé. Bạn ấy bán ra cho em là 650.000. Và nếu em tự đặt em không thể đặt được thì nên em đã đồng ý mua của bạn ấy mức giá cao hơn một chút so với cái chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines. Cho nên cho em ấy bị mắc lừa. Với cái tâm lý của cái chức vụ của mình ấy là cũng muốn tiết kiệm cho công ty ấy. Thứ nhất là đã thấy nó chênh rồi. Nó chênh vài chục triệu cho công ty cũng đã là chênh rồi. Thứ hai nữa là cái việc mà thanh toán nó được linh động như thế, chỗ nào cũng bắt thanh toán hết. Chỉ có mỗi chỗ này là bảo là có thể thanh toán, còn lại cái phần kia là em sẽ hỗ trợ chị. Nhưng mà đến khi mình check code ra để mình tìm vào cái mã đặt chỗ của mình ấy, vì mình tìm chuyến của mình ấy thì không có. Thì mình mới hỏi, mình nhắn tin mình hỏi nó là sao em không kiểm tra được. Thì nó nhắn lại cho mình một câu là em là thằng lừa đảo chị ạ. Thế sau đấy nó mới chặn hết của mình đi. Tâm trạng đang rất là buồn, tại vì với một người làm công ăn lương bình thường như mình, cái mức lương nó không hề cao, để sống ở thành phố lớn cũng đã là khó khăn rồi. Bây giờ là còn phải vay mượn để đền bù một cái việc như thế này, thực sự nó rất là buồn. Ngay từ hôm mà mình phát hiện ra ấy, là mình đã có cái suy nghĩ là chắc chắn mình phải trình báo, là mình đã viết đơn là mình trình báo lên cái quận của nơi mình hiện tại đang làm việc là quận Ba Đình, là mình đã viết đơn trình báo ngay từ ngày hôm đấy rồi và mình đã nộp lên rồi, thì cũng rất mong là sẽ được giải quyết thôi.
Vâng thưa quý vị, đó chỉ là hai trong số rất nhiều những nạn nhân đã mắc bẫy săn vé máy bay giá rẻ trên những hội nhóm thông qua mạng xã hội. Số lượng các nạn nhân bị lừa đảo thì vẫn có dấu hiệu tiếp tục tăng, nhưng mà các nạn nhân chỉ biết nhắm mắt cho qua. Vì thực tế để có thể lấy lại được số tiền đã mất của mình thì không phải là điều dễ dàng, Mỹ Duyên ạ. Vâng, cũng theo đại diện của các hãng hàng không chia sẻ thì do đây là giao dịch giữa các cá nhân nên hãng hàng không không thể hỗ trợ xử lý các sự vụ, chỉ có thể dừng lại ở mức độ cảnh báo và tư vấn thôi. Ông Đặng Anh Tuấn, nguyên trưởng ban tiếp thị bán sản phẩm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nói. Khách hàng thì thường là không chú ý đến những cái thông tin của chính hãng mà thường tin vào những cái đối tượng lừa đảo với cái giá vé rất là thấp, thấp hơn nhiều những cái giá mà đã được các hãng công bố. Triển khai những cái giải pháp là rà soát đánh giá tình hình để mà phát kịp thời phát hiện những cái hiện tượng bất thường nếu có liên quan đến đặt chỗ và xuất vé. Và chúng tôi cũng rất là tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để mà kịp thời điều tra làm rõ những cái biểu hiện nghi vấn và có những cái xử lý thích đáng nếu mà có những cái hiện tượng này. Và nhân đây thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm tới quý vị cùng một thủ đoạn nhưng lại được các đối tượng sử dụng với rất nhiều cách thức khác nhau đấy ạ. Ngoài hai phương thức trên để chiếm đoạt tài sản của người bị hại thì chúng còn sử dụng một phương thức khác, đó là các đối tượng sau khi nhận được tiền của khách vẫn xuất vé nhưng sau đó sẽ hoàn lại ngay cho hãng và chỉ mất một phần phí nhỏ để chiếm một số tiền lớn. Bên cạnh đó, chúng còn sử dụng hình thức lừa đảo dưới danh nghĩa thanh lý, trao đổi các loại vé máy bay giá rẻ, khiến cho nhiều người không mảy may nghi ngờ. Hiện nay thì mua vé máy bay qua mạng đang là hình thức mua vé khá là phổ biến, bởi sự tiện lợi của hình thức này mang lại giúp cho chúng ta không cần phải đến tận các quầy bán vé mà vẫn dễ dàng sở hữu những tấm vé như ý cho riêng mình. Tuy nhiên thì nhiều kẻ xấu đã lợi dụng điều này tiến hành lừa đảo mua vé máy bay qua mạng. Nếu chúng ta không cẩn thận thì cũng sẽ trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này. Bà Trần Thị Thùy Dung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bay Toàn Cầu, khuyến cáo tới mọi người như sau. Nếu như một cái vé mà giảm giá so với trên web của hãng đang bán từ khoảng trên 200.000, đấy là có dấu hiệu của việc lừa đảo. Tại vì không có ai có thể xuất được giá thấp hơn so với giá của hãng bán công bố trên web. Còn đâu cái chính sách chiết khấu cho đại lý thì cũng không thể có một cái mức chiết khấu cao như vậy được. Cái mức chiết khấu mà 200.000 một vé thì không có hãng nào có cái mức chiết khấu cao như thế được cả. Với thời điểm hiện tại, theo quy định của Vietjet và Vietnam Airlines thì là vé đã xuất ra sẽ không đổi được tên. Nếu như cái người chuyển nhượng hoặc là bát lại cái vé máy bay đấy nói là đổi được tên thì tức là cái vé đấy là vé lừa đảo, không đúng. Bởi vì là chính sách của hãng không đổi được tên thì chẳng có cách gì đổi được tên cả. Bởi một là bỏ nếu như cái vé đấy không hoàn được, hai là đối với vé Vietnam Airlines thì người ta hoàn được chứ không ai đi bát lại với giá rẻ cả. Như quý vị cũng đã thấy thì rõ ràng những cái thủ đoạn này đã xảy ra, đã được các đối tượng sử dụng rất nhiều. Nhưng điều đáng nói là bên cạnh đó cũng có rất rất nhiều những nạn nhân sập bẫy. Và không phải lúc nào người dân chúng ta cũng có thể nhận biết được các loại tội phạm này. Theo chia sẻ của luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội, khách hàng nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp đến các hãng hàng không vì họ đều có tổng đài tư vấn thay vì là chúng ta giao dịch trên không gian mạng. Và với những cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên thì cũng đã được quy định cụ thể tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm với giá trị tài sản từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản. Vâng, du lịch là một hoạt động ý nghĩa và bổ ích cho cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, để du lịch được an toàn và tiết kiệm, thì người dân cũng cần có ý thức phòng tránh và cảnh giác với các hình thức lừa đảo du lịch. Để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, tiền mất tật mang, đặc biệt là trong các đợt cao điểm đi lại trong dịp nghỉ hè hiện nay, thì các hãng hàng không cũng khuyến cáo khách hàng là hãy trực tiếp đặt vé qua website chính thống của hãng hàng không hoặc là trực tiếp gọi điện lên tổng đài. Nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng và cần phải lấy phiếu thu, hóa đơn khi mà mua vé để bảo vệ được quyền lợi cho chính bản thân mình. Tránh việc giao dịch trên không gian mạng qua bên trung gian thứ ba hay là các đại lý không rõ về chất lượng và độ uy tín. Ngoài ra thì mọi người cũng cần phải theo dõi các tin tức để mà nhận biết được các dấu hiệu lừa đảo ngày càng tinh vi và tự mình phải nâng cao cảnh giác.
Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng với những sự việc và cảnh báo kể trên sẽ khiến cho số lượng nạn nhân bị lừa đảo bằng thủ đoạn này sẽ không còn gia tăng trong thời gian tới nữa. Đến đây thì thời lượng dành cho câu chuyện cảnh giác cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.